Hơn 800 người tham gia chữa cháy rừng tại vườn quốc gia Hoàng Liên. Tính đến trưa nay ngày 20 tháng 2 đã có thêm 200 người được điều động bổ sung tham gia chữa cháy rừng tại vườn quốc gia Hoàng Liên. Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện nay, tổng diện tích đám cháy tại vườn quốc gia Hoàng Liên khoảng 25 hectare, chủ yếu là rừng nghèo, cỏ tranh và thảm thực bì. Do điểm cháy tại khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng tiếp tục cháy lan rộng, lực lượng tham gia chữa cháy tiếp tục được tăng cường từ các xã phường trên địa bàn thị xã Sapa. Đến 11 giờ, thị xã Sapa đã huy động bổ sung lực lượng gần 840 người. Tổ chỉ huy tiền phương của tỉnh do ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, làm tổ trưởng, cũng trực tiếp xuất phát lên điểm cháy vào lúc 11 giờ 15 phút ngày hôm nay để chỉ huy lực lượng chữa cháy tại hiện trường. Đảm bảo công tác hậu cần cho lực lượng tham gia chữa cháy, thị xã Sapa đã chuẩn bị trên 800 suất ăn và nước uống, trang thiết bị cho lực lượng chỉ huy, lực lượng chữa cháy và các thành phần khác tham gia hỗ trợ. Chuẩn bị các điều kiện dự phòng công tác hậu cần, đảm bảo sẵn sàng lực lượng thay thế, bổ sung tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, khu vực cháy có vách núi cao, đường đi khó, gió lớn, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất nha! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!